Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình có hai mẫu, ba mẫu, ba xe hai mẫu Everest. Đây là bản Titanium một cầu nhé, một trắng và một cam. Bên này thì em có Sport thì đã lên video cho anh chị rồi. Bản Titanium một cầu này thì hiện nay bọn em đang bán là 1.245.000.000, là chưa có khuyến mại nhé. Thật ra thì các bác đã tìm hiểu thì biết là giá để đến tay với khách hàng thì trong từng tháng nó sẽ khác nhau. Nên là mình đang có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua lại kèm trên màn hình giúp em. Ây da. Đây, bản chỉ ra như một cầu. Trước em có review rồi. Với phiên bản màu trắng này thì mình vẫn đúng giá nhé, các bạn màu cam như này đó thì giá nó sẽ cao hơn một chút, hoặc là bản nội thất nâu mỗi cái option đi lên thì chúng ta cộng thêm 7 triệu. Hơi tiếc là mỗi cái là bản này chúng ta dùng dây kéo hàng thứ ba là dùng tay kiểu dây này. Trên phiên bản cũ thì mình sẽ có nút bấm hàng thứ ba ở phía này nhé, giống như bản hai cầu. Đây vẫn có cổng sạc rồi, cốp điện vẫn có nhớ vị trí đóng mở cốp, cái này thì là cơ bản thôi. Cảm biến sau xe này thì bản tích động một cầu thì nó sẽ không có cam 360 nhé, vẫn có cam lùi đầy đủ. Rồi đèn điếc thì toàn bộ là đèn full led bản một cầu thì thoải mái các bác nhé. Ghế chỉnh điện rồi, xe này bên em thì đã trải sàn ra và làm cam hành trình cho khách hàng rồi. Bản này thì vẫn đầy đủ camera hai màn hình và vẫn đầy đủ adaptive, vẫn đầy đủ cruise control nhé, không có adaptive. Em xin lỗi. Màn hình này thì là màn hình 12 inch, to hơn trên phiên bản Sport. Sport là màn 8 inch nhé. Vẫn đầy đủ cảm biến thoải mái. Đây, sạc này. Phanh tay này, phanh tay điện tử này, chế độ lái này, cân bằng điện tử này, cảm biến này, bậc ốp để tay này, đây tẩu thuốc chúng ta sẽ cắm dây qua đây nhé, đây cũng có một cái đường đi dây, đó, khá là tinh tế rồi. Về cơ bản thì với bản Titanium một cầu, nhiều bác quan tâm nhất là có xe hay không, thì thời điểm này nó thật là dòng Ever nó đang khá là khan xe. Tháng 9, tháng 10 thì gần như là xe đã ký chờ gần hết rồi. Chúng ta sẽ ký sang khoảng tháng 11 nhé, tháng 11 hoặc tháng 12. Đấy, các bác ký nhanh. Nó không giống như Ever thì nó không giống như Ranger. Ranger thì có thể chờ xe sẵn để giao, không đặt cọc. Nhưng mà với Ever tầm này thì không đặt cọc, gần như là không có xe giao từ khách hàng. Đấy, anh chị có thể cân nhắc giúp em tìm một đại lý uy tín, một bạn sale uy tín để chúng ta đặt cọc mua xe. Giá thì có thể mỗi bên chào khác nhau theo cái chính sách bán hàng, tuy nhiên thì làm sao để không bị gối này, không bị xe này, chờ xe lâu quá mà mất tiền đã phải mua bực, thì mình có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, bên em tư vấn thêm nhé. Báo giá nhanh qua cái tháng 9, tháng 10. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc là nghe trên hình giúp em.